chiếc khi set it up, hôm nay tụi em đang áp tải trên đường để tiến thẳng về Bầu Bàng hả quý chị ha. Tại đây là một khúc cung đường của La Gà, chuẩn bị sắp tới cầu La Gà nha quý vị. Để chú qua rồi chứ hả? Qua rồi, qua rồi. Đây là qua khỏi cầu La Gà rồi nha chị. Trời rất là đẹp. Vâng, đây là một khúc cung đường của Cổng Xanh. Em đang cách nhà chủ nhân chiếc xe này khoảng 30 cây số thôi nha quý anh chị. Vâng, hiện tại thì tụi em đang có mặt trên quốc lộ 13, đang hướng về bên Bầu Bàng. Và cách nhà chủ nhân sở hữu chiếc xe Kia Ceed5 này khoảng còn cỡ 6 cây số thôi nha quý anh chị. Em vẫn lái chiếc Muso, tốc độ chạy hiện tại là 80 cây số một giờ. Con này bản một cầu nha quý anh chị, 125 triệu. Vâng, hiện tại thì bây giờ anh em tụi em đã có mặt tại ở khu Bầu Bàng, Lai Uyên ha, thị trấn Lai Uyên ha chị ha. Đã bàn giao xong chiếc Kia Ceed5 này về cho một anh trai ở Bầu Bàng, Lai Uyên. Thì xe thì cũng như em đã dọn cho anh trai rất là đẹp rồi. Anh chị thấy không? Rất là sạch sẽ. Và hiện tại thì đã bàn giao xong xuôi rồi anh chị, giấy tờ rồi ok hết rồi. Đó, anh chị thấy nè. Với một dòng Kia Ceed5 này thì em nó chạy rất là khá là ok nha quý anh chị nha. Xe này được cái chạy là nó rất là lợi xăng. Không có tiêu hao nguyên liệu, chỉ có 6 lít xăng trên 100 cây số. Và một phân khúc thì nó chỉ có như một chiếc xe tay ga mà thôi. Đó, đi được 5 người. Con xe này là sản xuất đời 2001 mà đăng ký lăn bánh lần đầu là 2015 nha quý anh chị. Đó, xe thì hôm nay em đã bàn giao xong. Và đồng hành với em thì vẫn là chiếc Muso xăng dông. Bản số đang đeo là 52B6194. Con xe này thì em đã đi làm công vụ của em. Thì anh chị nào thích xem chiếc xe này trên con đường thì bây giờ tụi em sẽ xuất phát quay ngược lại về bên hướng Đồng Nai. Thì anh chị nào thích con xe này cứ xin vui lòng alo cho em qua số điện thoại đó là 0796822220 để bên em hỗ trợ và tư vấn thêm ha. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại anh chị một video sau. Chúc cho toàn thể gia đình mình có một buổi chiều thật là vui vẻ và luôn luôn gặp nhiều may mắn thành công trong mọi lĩnh vực cũng như trong cuộc sống nhé. Vâng, hiện tại thì bây giờ anh em tụi em đã bàn giao xong chiếc xe Kia Ceed5 và bây giờ tụi em tiến thẳng lại về dưới Đồng Nai nha quý anh chị ha. Trên cung đường em đang đi thì quý anh chị cô chú nào mà có những chiếc xe tập chạy tập lái vừa đi vừa đẩy mà muốn bán thì cứ xin vui lòng alo cho em Duy qua số điện thoại đó là 0796822220 ha. Bên em sẽ cứ alo cho em thì em sẽ tới nhà em mua luôn nhé. Vâng, cảm ơn tất cả các cô chú rất nhiều nha. Đây là một khúc của thị trấn Lai Uyên, Bầu Bàng nha quý anh chị. Đấy, chiếc Muso số sàn chạy vẫn rất là ok. Yêu quý em nó là do là em nó rất là lợi dầu nha quý anh chị. Nó làm công vụ là bao luôn. Máy mạnh, gầm cao, rộng rãi, thoáng. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại anh chị vào một video sau.